Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các tổ chức, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Dự hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức và 1.200 đại biểu đại diện doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại các địa phương. Mở đầu hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, bày tỏ cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19 và nỗ lực duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp trong cả nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt tình hình, kiến nghị của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện, Chính phủ đang xây dựng kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, trong đó có giải pháp để doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, đã đề xuất với Quốc hội sửa nhiều luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, năng lực thời gian có hạn, dịch không có tiền lệ, diễn biến khó lường, cần tập trung cao nên có những vấn đề đã làm được, song cũng có những vấn đề chưa làm được. Thông qua hội nghị này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp, kể cả các ý kiến phản biện, ý kiến trái chiều để tạo ra sự đồng thuận, cùng nhau đưa đất nước phát triển. Dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải phong tỏa, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhưng có tới 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Các chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký, số lao động trong tháng 8 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy, người lao động mất việc làm, nông ngư dân không tiêu thụ được sản phẩm, nhiều lao động ở các tỉnh không có việc làm, không có lương thực và tiền dự trữ. Sáng ngày 26 tháng 9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chính thức được khởi công. Đây là bệnh viện đa khoa tư nhân với quy mô 300 giường bệnh do công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai làm chủ đầu tư. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của Bệnh viện Hùng Vương tại Gia Lai cũng là chủ đầu tư một bệnh viện Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được xây dựng 12 tầng với diện tích sàn hơn 33.000 m² và các dịch vụ tiêm chủng, khu kỹ thuật, khu sàng lọc được xây dựng liền kề khu nhà 12 tầng với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đô la Mỹ. Theo thiết kế, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai là bệnh viện đa khoa, trong đó ưu tiên phát triển các khoa mũi nhọn mà người dân tỉnh Gia Lai đang cần như hồi sức cấp cứu ngoại viện, khám, tầm soát phát hiện sớm ung bướu, điều trị và chăm sóc sức khỏe người già, chuyên sâu điều trị tim mạch, xử lý cấp cứu cho tất cả các trường hợp bệnh nhân đến khi có chỉ định cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú thuộc phạm vi cho phép của Bộ Y tế cho tất cả các đối tượng bệnh nhân tại địa phương cũng như từ các nơi khác chuyển đến, tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước. Bệnh viện dự kiến đưa vào hoạt động 120 giường bệnh từ quý 1 năm 2023, nâng công suất hoạt động lên 210 giường bệnh vào quý 1 năm 2025 và đến quý 1 năm 2027 hoạt động 100% công suất bệnh viện, tức 300 giường bệnh. Việc có thêm bệnh viện mới trang thiết bị hiện đại sẽ nâng cao tính cạnh tranh và sự lựa chọn nơi khám chữa bệnh cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Bắt đầu bước vào những tháng cuối năm, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng vẫn gồng mình duy trì hoạt động để kịp đáp ứng các đơn hàng cho giai đoạn cao điểm như hiện nay, đặc biệt đối với các đơn vị sản xuất trong ngành tơ lụa, nông sản, thực phẩm trên địa bàn. Những tháng cuối năm là thời điểm bắt đầu vào cao điểm cho thị trường xuất khẩu của ngành ươm tơ dệt lụa ở thủ phủ Tơ Tằm Bảo Lộc. Mặc dù trong nhiều ngày qua phố núi này không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhưng quy định bắt buộc về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương như thực hiện phương án 3 tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến từ giữa tháng 8 đến nay đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Dù không bắt buộc phải thực hiện 3 tại chỗ như ở thành phố Bảo Lộc, nhiều doanh nghiệp khác ở Lâm Đồng cũng phải duy trì hoạt động đi đôi với việc thực hiện các phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn công nhân, người lao động vẫn chưa được tiêm vaccine.
Để đảm bảo duy trì hoạt động, các công ty phải áp dụng nhiều giải pháp phòng chống dịch như tổ chức test COVID-19 cho công nhân mỗi tuần, siết chặt quản lý đội ngũ lái xe chở hàng thực hiện khai báo y tế, khiến chi phí vận hành tăng cao từ 20 đến 30%. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tỉnh cũng mới chỉ tiêm phủ một mũi vaccine cho khoảng 6.000 công nhân tại hai khu công nghiệp lớn nhất của địa phương, trong khi số lượng lao động ở các doanh nghiệp đơn vị bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều lần và cũng đang rất mong được tiêm vaccine để đảm bảo sản xuất an toàn trong mùa vụ cuối năm. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn về việc yêu cầu kiểm tra xử lý nội dung báo chí phản ánh, Hạt Kiểm Lâm thị xã Đức Phổ đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Lô 13, Khoảnh Bà, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong và đã có báo cáo giải trình về vụ việc này. Báo cáo nêu rõ tổng số cây rừng bị cưa hạ là 42 cây, tổng khối lượng gỗ tròn bị thiệt hại ước tính hơn 14,7 mét khối. Khối lượng gỗ tròn đã vận chuyển ra khỏi hiện trường khoảng hơn 6,8 mét khối. Đáng chú ý, số liệu từ báo cáo chênh lệch khá nhiều so với báo cáo kiểm lâm xã địa bàn. So với báo cáo do kiểm lâm địa bàn xã Phổ Phong và báo cáo do hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ lập ngày 13 tháng 9, cụ thể, số cây rừng bị cưa hạ tăng 2 cây và khối lượng gỗ tăng hơn 7 lần. Nhiều cây có đường kính gốc bị cưa rất lớn. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi lại một mực khẳng định, từ ngày 17 tháng 6 năm 2021 đến nay, địa bàn xã Phổ Phong không hề xảy ra vụ phá rừng nào mới. Ngày 17 tháng 6 thì Hạt Kiểm Lâm cùng với xã đã phát hiện cái vụ này và đến nay là không có cái dấu mới. Giữa gốc đếm cũ và mới đó thì nó có trên cái số mà các anh kiểm tra. Thì tôi yêu cầu là Hạt Kiểm Lâm thị xã chỉ đạo Kiểm Lâm địa bàn là kiểm tra lại. Đáng chú ý hơn, kết luận có hơn 6,8 mét khối gỗ đã vận chuyển ra khỏi địa bàn của báo cáo 310 lại khá mâu thuẫn với một số thông tin khác trong chính báo cáo này. Bởi ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hạt Kiểm Lâm thị xã Đức Phổ đã tiến hành kiểm tra lại hai cơ sở mua bán chế biến kinh doanh lâm sản, ra soát lại toàn bộ các cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn xã để truy tìm cây dầu rái nhưng không phát hiện. Đồng thời khi làm việc với Hạt Kiểm Lâm thị xã Đức Phổ, các chủ rừng liền kề khu vực phòng hộ bị phá, khai báo họ không có thông tin gì về các đối tượng tham gia thực hiện hành vi mở đường trái phép vào cưa hạ cây trong rừng phòng hộ. Và đến nay, Hạt vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần kịp thời vào cuộc, điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng cá nhân có liên quan trong vụ phá rừng, không để rừng phòng hộ tiếp tục bị chảy máu. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Thưa quý vị khán giả, Pháp sẽ tăng gấp đôi số vaccine ngừa COVID-19 viện trợ cho các nước nghèo hơn, lên con số 120 triệu liều. Cam kết này được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra tại một sự kiện vừa diễn ra ở thủ đô Paris ngày 25 tháng 9. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sự bất công về vaccine được thể hiện qua việc triển khai tiêm vaccine chậm trễ tại các châu lục khác. Tại châu Phi, hiện mới chỉ có 3% dân số được tiêm, do đó cộng đồng quốc tế cần phải hành động khẩn trương và mạnh mẽ hơn. Ông khẳng định Pháp cam kết tăng gấp đôi lượng vaccine viện trợ. Trước đó, hôm 22 tháng 9, Mỹ đã thông báo tăng gấp đôi viện trợ vaccine ngừa COVID-19 lên tổng cộng 1,1 tỷ liều. Liên minh châu Âu-EU cũng đã cam kết phân phối 500 triệu liều vaccine. Trong thông điệp video gửi tới Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cam kết cung cấp cho thế giới tổng cộng 2 tỷ liều vaccine đến cuối năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần lên án tình trạng bất công trong việc tiếp cận vaccine giữa các nước giàu và nghèo. Theo thống kê chính thức, lượng vaccine dành cho hơn 1,3 tỷ người tại 53 nước châu Phi tương ứng với tỷ lệ 10 liều trên 100 người dân. Trong khi đó, 368 triệu người dân tại Mỹ và Canada có lượng vaccine tương ứng với 120 liều trên 100 người. Thủ tướng Hàn Quốc ngày 26 tháng 9 cho biết nước này sẽ vẫn có thể thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn để trở lại cuộc sống bình thường bắt đầu từ cuối tháng 10 tới, bất chấp số ca mắc COVID-19 gần đây đang gia tăng ở nước này. Theo Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyung, vào cuối tháng 10, 70% dân số Hàn Quốc sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó có nghĩa là không gian cho virus sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều. Sau đó Hàn Quốc có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông cho rằng người dân vẫn nên tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang, ngay cả khi bắt đầu giai đoạn trở lại cuộc sống bình thường.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh những thách thức mà các chủ cửa hàng nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ khác đang phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Tuyên bố trên của Thủ tướng Kim Bo-yum được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách đẩy nhanh trở lại cuộc sống bình thường dựa trên tiến độ của chiến dịch tiêm chủng, trong khi các doanh nghiệp nhỏ đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc do tình trạng giãn cách xã hội kéo dài. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này đã phát hiện thêm 2.771 ca COVID-19 mới, trong đó có 2.735 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên hơn 300.000 ca. Việc một số quốc gia trên thế giới mở cửa trở lại và chuẩn bị lộ trình đón khách du lịch có thể coi là dấu hiệu phục hồi đáng khích lệ sau giai đoạn dài du lịch phải đóng băng do dịch COVID-19. Kế hoạch tái khởi động ngành du lịch sẽ giúp kích hoạt quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của nhiều nước trong giai đoạn bình thường mới. Châu Âu là một trong những khu vực sớm mở cửa du lịch. Các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phục hồi ngành du lịch khu vực. Trong đó, việc ban hành chứng nhận vaccine giúp du khách có thể di chuyển dễ dàng hơn giữa các quốc gia thành viên. Hầu hết các nước châu Âu mở du lịch quốc tế đều yêu cầu du khách xuất trình chứng nhận về việc đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Đây được coi là yếu tố tiên quyết cho một chuyến du lịch nước ngoài trong giai đoạn bình thường mới. Những điểm đến hàng đầu châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland, Hy Lạp đều đã lần lượt mở cửa đón khách quốc tế. Còn tại châu Á, Trung Quốc được coi là một mô hình phục hồi du lịch nội địa hiệu quả trong khi vẫn đóng cửa với khách nước ngoài. Người dân trong nước phải sử dụng ứng dụng trên điện thoại và quét mã QR để giúp truy vết nếu phát hiện ca nhiễm mới. Trong khi đó, Malaysia cho phép người dân đi lại xuyên bang, đồng thời mở cửa trở lại các khu danh thắng khi 90% người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành tiêm chủng. Dù xác định du lịch nội địa là điểm tựa, nhưng nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Philippines cũng mới đang thí điểm hộ chiếu vaccine và đón khách quốc tế trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lây lan, đặc biệt khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục xuất hiện, các chuyên gia nhận định bất kỳ kế hoạch khôi phục du lịch nào cũng cần đảm bảo yếu tố an toàn với những bước đi thận trọng. Nói cách khác, ngành du lịch chỉ có thể hồi phục bền vững khi thiết lập được các tuyến đường du lịch xanh, điểm đến an toàn, tất cả những người đi du lịch đều phải được tiêm phòng và được kiểm soát chặt chẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã đề cử ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, làm chủ tịch Duma Quốc gia mới, khóa 8. Tại cuộc gặp với lãnh đạo của các đảng đã được bầu vào Hạ viện, ông Putin bày tỏ tin tưởng ông Volodin hoàn toàn xứng đáng để đứng đầu Hạ viện khóa 8. Ông Putin nói thêm, hoạt động của Duma Quốc gia khóa 7, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cho thấy Duma có thể củng cố các nỗ lực của mình trong các định hướng phát triển chính của đất nước. Về phần mình, ông Volodin đã cảm ơn sự tin tưởng của Tổng thống Putin và hứa sẽ cố gắng khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp này. Ông Vyacheslav Viktorovich Volodin, 57 tuổi, tham gia chính trị từ năm 1990. Ông là Chủ tịch Duma Quốc gia Nga từ tháng 10 năm 2016. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Duma Quốc gia từ năm 2003 đến 2010, cũng như đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Thủ tướng, Chánh văn phòng Chính phủ Liên bang Nga. Hôm qua, bà Kim Jong-un, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết Bình Nhưỡng có thể cân nhắc tham gia hội nghị thượng đỉnh liên triều nếu đảm bảo được sự tôn trọng lẫn nhau. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của bà Kim Jong-un nêu rõ, tôi tin rằng chỉ khi nào duy trì được sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau, thì giao thiệp giữa miền Bắc và miền Nam mới diễn ra suôn sẻ và các vấn đề như cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên có thể được giải quyết. Theo bà Kim Yo-chong, các cuộc thảo luận mang tính xây dựng tạo ra cơ hội cho các giải pháp ý nghĩa và thành công nhằm tháo gỡ nhiều vấn đề, trong đó có việc tái lập văn phòng liên lạc chung liên triều và hội nghị thượng đỉnh liên triều. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên hối thúc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ chính sách thù địch và các tiêu chuẩn kép đối với Bình Nhưỡng, trước khi có thể tổ chức cuộc đàm phán chính thức về kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.